Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Hôm 23 Tết, nhạc sĩ Dương Khắc Linh đã hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa. Anh chọn mua một ít hoa khô, cành mai, câu đối đỏ từ cửa hàng gần nhà rồi cùng bà xã, ca sĩ Sara Lưu, bắt tay chỉnh trang tổ ấm. Anh cho biết Tết năm nay đặc biệt vì gia đình có thêm hai thành viên là Jerry và Mickey, vừa tròn 3 tháng tuổi. Chúng tôi chưa có nhiều thành tựu trong năm qua vì dịch bệnh. Nhưng hạnh phúc hơn cả là sự xuất hiện của hai con, khiến gia đình thêm tiếng cười và vợ chồng tôi nhờ vậy mà có động lực phấn đấu hơn nữa, anh nói. Cả nhà lên kế hoạch du lịch trong năm mới, nhưng có lẽ phải hủy do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp. Không thể đi chơi, vợ chồng Dương Khắc Linh lên ý tưởng biến căn hộ thành không gian nghỉ dưỡng lý tưởng trong dịp Tết. Anh và bà xã Trung sở thích nấu nướng nên dự định chiêu đãi người thân những món ngon tự làm thay vì tới nhà hàng thưởng thức. Lúc hoàn thiện căn hộ vào cuối năm 2019, Dương Khắc Linh chi tiền tỷ để trang bị đồ dùng nhà bếp nhập khẩu nhằm mang đến trải nghiệm tốt khi nấu nướng. Cặp song sinh Mickey và Jerry kháu khỉnh. Dương Khắc Linh cho rằng hai bé giống bố nhiều hơn giống mẹ. Cuối năm 2020, bố mẹ đẻ của Dương Khắc Lên hờ từ Hà Lan về Việt Nam thăm cháu. Ông bà nán lại qua Tết để hưởng không khí năm mới cùng con trai và con dâu. Năm nhạc sĩ bố trí ghế mát xa để song thân thư giãn trong lúc xem TV. Ảnh cưới được anh treo ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, thể hiện sự yêu chiều bà xã kém 13 tuổi. Dương Khắc Linh từng nói anh thấy may mắn và hạnh phúc khi gặp được xa Ra Lưu. Sắc đỏ từ hoa, câu đối, lồng đèn ngập tràn trong không gian sống của cặp nghệ sĩ. Lam Trảnh, nhăn vặt cung cấp